đang xem video tại kênh YouTube Review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Khung cảnh gia đình ba người ấm áp bên nhau đến rồi đây. Dạ Lăng Hàn đã đợi ngày này quá lâu rồi. Phần trước nói tới, Kỳ Nhiên lần nữa trở về biệt thự nhà họ Dạ, nơi đã giam cầm cậu năm xưa. Vừa bước vào bên trong, Kỳ Nhiên liền bất an cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Tuế Tuế vui vẻ chỉ về những hộp quà đặt trong phòng khách. Những thứ này đều là chú Dạ tặng cho con đó. Dạ Lăng Hàn giải thích, thật ra hắn đã sớm chuẩn bị những món quà này từ lâu vừa đúng dịp sắp tới sinh nhật tuế tuế vì thế hắn thuận tiện tặng luôn cho cậu bé lúc này người làm cũng đã mang canh giải hàn tới dạ lăng hàn săn sóc đưa tới trước mặt kỳ nhiên nào uống thứ này có thể tránh bị cảm lạnh hơn nữa nếu như em bị bệnh thì sẽ lây cho tuế tuế đó kỷ nhiên có vài phần do dự nhận lấy chiếc ly sau cùng vẫn uống hết dạ lăng hàn lại lấy một bộ quần áo khô giáo đưa tới cho kỳ nhiên quần áo trên người em ướt cả rồi trước tiên đến phòng thay đổi đổi bộ này rồi kêu người làm sấy khô bộ đồ của em đi. Kỳ Nhiên nhận lấy bộ đồ ngủ kia rồi lạnh nhạt nói cảm ơn. Dạ Lăng Hàn vốn muốn dẫn đường cho Kỳ Nhiên, nào ngờ lại trông thấy cậu vô cùng quen thuộc mở cửa phòng thay đồ. Đến khi cánh cửa đóng lại, Kỳ Kỳ Nhiên mới kịp phản ứng lại. Rõ ràng cậu chưa từng tới nơi này, vì sao lại biết đường đi thẳng tới phòng thay đồ? Giống như đã sống rất nhiều năm ở nơi này vậy. Hơn nữa, vừa rồi những người làm ở đây cũng lén lút bàn tán. Bọn họ hình như nói, Kỳ thiếu trở về rồi nhưng mà kỳ thiếu là ai kỳ nhiên một bên thay đổi một bên nghe động tĩnh của tuế tuế bên ngoài cửa đột nhiên tuế tuế im bặt kỳ nhiên bị dọa sợ vội vàng xông ra ngoài vừa mở cửa liền thấy một bàn tay nhỏ vươn tới cha biến thành mèo con rồi chỉ nghe dạ lăng hàn nói với tuế tuế kế hoạch thành công rồi nhìn tuế tuế vui vẻ như thế kỳ nhiên liền quyết định ở lại thêm một lát phía bên này tuế tuế vô cùng mong chờ thúc giục dạ lăng hàn chú dạ chúng ta đi ước nguyện và thổi nến có được không Ba người ngồi bên chiếc bánh sinh nhật. Khung cảnh này, Dạ Lăng Hàn đã chờ đợi quá lâu rồi. Kỳ Nhiên hỏi Tuế Tuế ước điều gì? Tuế Tuế nghịch ngợm đáp, nguyện vọng không thể nói ra ngoài, nếu không sẽ không thành hiện thực. Tuế Tuế muốn ước mơ thành sự thật, không thể nói cho cha biết. Kỳ Nhiên xoa đầu Tuế Tuế, chẳng phải năm trước cha đã giúp con thực hiện nguyện vọng à, con nói ra đi. Năm nay cha cũng giúp con thực hiện. Nghe vậy hai mắt Tuế Tuế sáng lên. "Thật ạ? À, vậy năm nay Tuế Tuế muốn có mẹ?" muốn có mẹ như những bạn nhỏ khác nguyện vọng này làm khó cho kỳ nhiên rồi nhận ra sự bối rối của cậu dạ lăng hàn vội vàng giải vây chắc chắn nguyện vọng năm nay của tuế tuế sẽ được thực hiện chúng ta cùng thổi nến nhé kỳ nhiên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm có lẽ dạ lăng hàn không nguy hiểm như tưởng tượng của cậu lúc này dạ lăng hàn đưa cho kỳ nhiên một miếng bánh kem kỳ nhiên vừa nhận lấy thì tuế tuế liền nhân cơ hội bôi bánh kem lên mặt chú dạ dạ lăng hàn giả vờ tức giận hay lắm đứa nhóc xấu xa này xem chú trừng phạt con đây cùng lúc này hắn cũng phóng ta tin tức tố vỗ về kỳ nhiên giật mình khựng lại cậu lập tức nhớ ra ký hiệu tạm thời mà dạ lăng hàn để lại trên cơ thể cậu kỳ nhiên nhắc nhở chính mình không được để một màn vờ vịt này mê hoặc cậu không được buông lỏng cảnh giác dạ lăng hàn không vô hại như bộ dạng hiện giờ của hắn cậu không thể để tuế tuế gặp nguy hiểm vậy là kỳ nhiên đứng dậy lên tiếng không còn sớm nữa tuế tuế cũng đến giờ đi ngủ rồi tôi thay đồ xong sẽ đưa nó về nhà dạ lăng hàn cảm thấy có phần hụt hẫng hắn thăm dò hỏi cùng tuế tuế ăn xong bánh kem cũng không được sao kỳ nhiên không đáp bước tới trước cửa phòng thay đồ kỳ nhiên hít sâu một hơi cậu không thể bị mê hoặc phải nhanh chóng rời đi chỉ có điều khi lần nữa đẩy cửa kỳ nhiên lại sững sờ khựng lại bước chân Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.